Vũ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị chiếc sập cẩm lai mặt một lá, kích thước 1m7 x 2m1. Và chiếc sập này được Vũ Thành Luân tôi làm theo đơn đặt hàng của một chú khách hàng ở Thái Bình. Ngày hôm nay và chúng tôi hoàn thiện xong phần máy vét ly và chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà chú vào ngày mùng 5 sắp tới. Chiếc sập này là sập tứ diện, bốn mặt như nhau, kích thước là 1m7 x 2m1. Hàng rất chi là đẹp và đặc sắc. Ngoài chiếc sập này ra thì Thành Luân vẫn còn rất nhiều các cái sập tương tự như chiếc sập này. Vân gỗ rất đẹp và vân chun rất đẹp. Thành Luân tôi là chuyên sản xuất các mặt hàng đẳng cấp và đỉnh cao. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 11 0389 hoặc 0972 770 888. Tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi giới thiệu chiếc sập cẩm lai mặt một lá, kích thước 1m7 x 2m1, được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một chú khách hàng ở Thái Bình. Và ngoài chiếc sập này ra thì cũng còn rất nhiều các cái sập, rất nhiều các mặt hàng khác mà đang được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thi công. Bên này là một chiếc giường ba thành, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng đang triển khai cho gia đình chú khách hàng ở Thái Bình. Và ngoài sập ra thì Thành Luân vẫn còn rất nhiều các cái sập khác nữa, các sản phẩm khác mà đồ gỗ Thành Luân tôi đang sản xuất cho chú. Rất đẹp, vân rất đẹp. Xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.